Nhiều người đi đường tá quả khi thấy cột lửa lớn kèm theo khói đen bốc lên nghi ngút trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Phát hiện lửa lớn, người dân đã hô quán cùng nhau dùng xô nước, dòi nước để chữa cháy, nhưng không ăn thua. Sau đó ít phút, hai chiếc xe cứu quả và hàng chục chiến sĩ thuộc lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt tại hiện trường để dập đám cháy. Ban đầu, lực lượng phòng cháy chữa cháy dập lửa từ khu vực giữa đường Phạm Giác Đồng, sau đó di chuyển xuống bên dưới gầm cầu Rạch Lăng để tiếp cận dập tắt đám cháy đã lan rộng khoảng 20 m vuông. Đến 15 giờ 50 phút cùng ngày, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế, nhưng lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn tiếp tục xịt nước khu vực xung quanh để ngăn ngừa lửa bén trở lại. Đại diện Ủy ban Nhân dân phường 13 quận Bình Thạnh cho biết, nguyên nhân ban đầu xác định do người dân đốt rác dưới gầm cầu rạch lăng, gây cháy lan. May mắn đám cháy không gây thiệt hại về người.